chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình đồng hành thứ 10, cuộc thi tiếng hát truyền hình 2012, cuộc thi tìm kiếm những tài năng âm nhạc trẻ, độ tuổi từ 16 đến 28, do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Mayquy thực hiện, cùng với sự đồng hành của nhãn hàng Jazz. Thưa quý vị, thời gian trôi qua thật mau, mới ngày nào còn chuẩn bị vào cuộc tiếng hát truyền hình, vậy mà ngày hôm nay đã là số đồng hành cuối cùng cho mùa thi năm nay thưa quý vị. Một chút bùi ngùi, xen lẫn rất nhiều cảm giác, háo hức chờ đợi cho giờ dê, tức đêm mai, đêm thi cuối cùng lên sóng. Và trong cảm xúc này, chúng ta hãy cùng nhau điểm lại một chút chặng đường tiếng hát truyền hình 2012 trong suốt gần 3 tháng vừa qua quý vị nhé. Chính thức khởi động từ ngày 8 tháng 9 năm 2012, cuộc thi tiếng hát truyền hình 2012 đã thu hút hơn 1.200 thí sinh trên khắp mọi miền đất nước đến dự thi tại 3 địa điểm: Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi trải qua vòng sơ tuyển 1 và 2, các thí sinh tại Hà Nội và Huế nhanh chóng vào Thành phố Hồ Chí Minh để tranh tài cùng các thí sinh tại khu vực miền Nam trong vòng bán kết 1 diễn ra vào ngày 28 tháng 9 năm 2012. Các thí sinh có mặt tại vòng này đã được tuyển chọn qua hai vòng loại nên chất giọng, nội lực các bạn có phần đồng đều nhau. Việc chấm thi vì thế mà cũng gay gắt hơn. Trải qua vòng thi bán kết 2 đầy thử thách ngày 2 tháng 10 năm 2012, 8 gương mặt vòng chung kết tiếng hát truyền hình 2012 đã được xác định: Cao Thị Công Nghĩa, Đinh Ngọc Thiện, Điểu Thị Bích Thủy, Yalin Ajun, Vũ Minh Trang, Trần Tuấn Hòa, Lưu Hiền Trinh và Lê Quang Huy. Qua các đêm thi, giải thí sinh được yêu thích nhất đêm chung kết 1 thuộc về thí sinh Đinh Ngọc Thiện, đêm chung kết 2 thuộc về thí sinh Lê Quang Huy và đêm chung kết 3 thuộc về thí sinh Trần Tuấn Hòa. Bên cạnh đó, Yalin đoạt được đến 2 giải thưởng phụ, thí sinh hát kèm nhạc cách mạng biển đảo quê hương xuất sắc nhất và thí sinh thể hiện tốt nhất với phong cách mộc. Lê Quang Huy nhận giải thí sinh hát dòng nhạc dân ca mang âm hưởng dân gian hay nhất và Lưu Hiền Trinh nhận giải thí sinh hát dòng nhạc trẻ hay nhất. 4 đêm thi trôi qua đã để lại thật nhiều ấn tượng cho quý vị khán giả. Đó là nhờ vào công sức của một tập thể, của cả một ekip thực hiện gồm ban tổ chức, đạo diễn dàn dựng, đạo diễn hình, các biên tập, thiết kế, rồi âm thanh ánh sáng, v.v. Ngay sau đây sẽ là những hình ảnh mà chúng tôi chưa bao giờ chia sẻ. Quý vị hãy cùng xem nhé! Để có được những đêm truyền hình trực tiếp thành công như vừa qua là kết quả của sự sáng tạo của đạo diễn dàn dựng Đoàn Khoa, luôn biến hóa sân khấu với những chất liệu quen thuộc nhưng phát huy tác dụng vô cùng lớn. Khi kết hợp cùng bàn tay lấy hình của đạo diễn hình ảnh Chu Hồng Hà và Hoàng Minh Thiện. Và để nội dung chương trình được diễn ra mạch lạc, cuốn hút là nhờ vào nhóm biên tập của ban ca nhạc kết hợp đội ngũ hòa âm phối khí, nhạc sĩ Đinh Mạnh Trinh và biên đạo múa Thanh Hải, người giúp thí sinh có những phần biểu diễn thật đẹp mắt. Ngoài ra, nói đến thành công còn phải kể đến đội ngũ âm thanh, ánh sáng, quay phim, trang phục, trang điểm, cùng MC và các ca sĩ khách mời. Tất cả cùng nhau chung sức để các thí sinh tự tin hơn khi đứng trên sân khấu, cũng như mang đến cho khán giả những đêm diễn đầy nghệ thuật. Ngoài ra, các cơ quan thông tấn báo chí cũng đã nhiệt tình đưa thông tin về các vòng thi, đặc biệt là vòng chung kết, để đến gần hơn với khán giả. Đây là yếu tố đóng góp không nhỏ vào thành công của tiếng hát truyền hình 2012. Những sự bứt phá của các thí sinh trong từng đêm thi là nhờ vào sự nỗ lực của các bạn, nhưng bên cạnh đó là nhờ vào sự góp ý từ phía 4 vị giám khảo: nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy, nhạc sĩ Việt Anh và ca sĩ Lưu Thiên Hương trong cách xử lý bài hát, sự đánh giá về phong cách thể hiện và cả cách chọn bài sao cho phù hợp với từng chất giọng. Đúng là các thí sinh thi tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh làm cho ban giám khảo đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh nhận xét là em rất là thông minh ở trong cái chuyện chọn bài và xử lý bài hát. Tất cả phải có một sự tổng hòa, nó thống nhất. Cái giọng ca của em nó hôm nay đối với chị nó thật là hoàn hảo. Bởi vì từ cảm xúc và từ cách diễn em cũng rất là tiết chế. Vì đã khắc phục được cái điều mà chị nói hôm trước. Những cái câu hát hay trong bài hát, Huy đã hát từng câu để rót vào lòng khán giả. Khi mình đã làm thể loại nhạc nào thì mình làm cho nó đúng cái chất của thể loại nhạc đó. Thì chị xin tặng em một biệt hiệu riêng mà chị đã rất yêu mến. Xin cảm ơn chú lính chị đáng yêu. Hôm nay em đã định hình hơn cái phong cách âm nhạc của mình. Tức là em thích chọn những cái bài hát mang cái chất kịch tính. Trong thể loại nào thì bạn cũng rất là đặt cái cá tính của mình ở trong bài hát. Thì cái điều đó theo tôi nghĩ là rất là tốt. Trước hết là chị xin được cảm ơn đạo diễn chương trình, những nhà tổ chức
đã tạo nên một không gian của bài hát Gần Lắm Trường Sa như là một nốt lặng cuối chương trình vô cùng đẹp và sâu lắng. Theo cảm nhận của riêng tôi thì cuộc thi tiếng hát truyền hình 2012 ban tổ chức đã có những cái thay đổi rất là nhiều trong cái format của chương trình. Chính vì vậy đã rất là giúp cho các em mở được một con đường để các em chọn lựa những cái bài hát cho riêng mình. Và trong những cái đêm hát thì các em đều là tìm được, mỗi một em dần dần đã khẳng định được cái mảng màu sắc của riêng mình. Cuộc thi tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2012 với tiêu chí bản sắc Việt đã được lần lượt trải qua 4 đêm thi với 4 phong cách âm nhạc khác nhau hoàn toàn. Và điều đặc biệt là các thí sinh của chúng ta đã toàn quyền lựa chọn những bài hát phù hợp với 4 phong cách âm nhạc này, và các em sẽ chủ động sắp xếp các phong cách âm nhạc theo một chiến lược mà các em đưa ra nhằm tôn vinh những ưu điểm và hạn chế thấp nhất những nhược điểm của mình. Và phải nói rằng qua 4 đêm thi thì đã có một số thí sinh thực sự nổi bật và có những bước đột phá rất rõ nét. Cái điều thú vị tôi tìm được ở trong cuộc thi này là các bạn đã học rất là nhanh và đã thay đổi từng vòng một, và cái sự lựa chọn về bài vở, về phong cách cũng trở nên tinh tế hơn rất là nhiều. Và tôi không cảm thấy giống như đây là một cuộc thi truyền thống, mà nó giống như là một cuộc thi để cho tất cả mọi người có thể bộc lộ hết bản sắc âm nhạc của mình. Và theo tôi nghĩ thì cái người nào mà có thể tìm được cá tính âm nhạc riêng và thuyết phục khán giả thì người đó sẽ chiến thắng. Cuộc thi tiếng hát truyền hình hàng năm thì Hương vẫn theo dõi. Nhưng năm nay là Hương có cái rất là hứng thú, bởi vì là có một sự đổi mới, có một sự trẻ hóa đối với chương trình. Các em thí sinh thì được thoải mái lựa chọn những cái dòng nhạc của mình và được thể hiện cái cá tính của mình rõ rệt hơn. Xin chúc mừng thí sinh đầu tiên. Và đó là thí sinh Lưu Hiền Trinh, số báo danh 07. Chúc mừng Izalina Jun, mã số 04. Trần Tuấn Hòa, số báo danh 06. Đây chính là ba bạn thuộc nhóm tự tin sau 4 đêm thi. Tấm vé cuối cùng đã thuộc về thí sinh Lê Quang Huy, mã số 08. Vâng, xin chúc mừng Lê Quang Huy. Các thưa quý vị, như vậy thì chúng ta đã biết được 4 gương mặt sẽ lọt tiếp vào vòng chung kết xếp hạng của cuộc thi tiếng hát truyền hình 2012. Có thể thấy rằng các thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết xếp hạng sẽ diễn ra vào tối ngày mai, tối ngày 9 tháng 11, đang tập luyện hết sức chăm chỉ để có thể thể hiện thật tốt trong đêm thi cuối cùng này. Và Triệu Lộc tin rằng các bạn sẽ không phụ lòng các khán giả đã yêu mến mình đâu. Còn bây giờ thì thời lượng cho chương trình đã kết thúc. Thật luyến tiếc phải nói lời tạm biệt quý vị và các bạn ở tại đây. Xin cảm ơn nhãn hàng Jazz đã cùng đồng hành với cuộc thi năm nay. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị vào mùa thi năm sau.